Hi guys, welcome back to another video about IELTS speaking part 2. Và hôm nay mình sẽ cùng nhau giải một cái đề khá là khó trong cái bộ đề speaking week này ha. Một cái đề cũng được rất là nhiều bạn yêu cầu. Đó là chủ đề Describe a natural talent like sports, music, etc. you wanna improve. You should say what it is, when you discovered it, how you wanna improve it and how you feel about it. Cái chủ đề này thì mỗi người sẽ có một cái tài năng khác nhau ha. Nhưng mình sẽ cố gắng mình chọn ra cái tài năng nào mà đa phần các bạn có thể dễ nói ha. Và vì cái độ khó của cái đề này cho nên mình sẽ gửi đến bạn không những một mà là hai bài mẫu luôn ha. Và trước khi bắt đầu đi với phần brainstorming thì mình hy vọng các bạn có thể bỏ ra vài giây để like cũng như là subscribe hoặc là để lại bình luận ha, để tăng tương tác cho kênh nhằm giúp kênh phát triển hơn. Bởi vì khi các bạn để lại bình luận hoặc like video thì YouTube mới có thể đề xuất video mình cho nhiều người hơn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình cùng đến với phần brainstorming. Đầu tiên ha, người ta hỏi mình về natural talent thì mình sẽ nói cho người ta biết đó là cái talent gì. Ví dụ như bạn có thể nói là I'm gonna talk about singing, which I believe is one of my innate talents. Hoặc là có thể nói về cooking, hoặc là có thể nói về drawing. Đấy, nhưng mà vậy, singing thì không phải ai cũng hát hay ha. Lỡ mình gặp examiner nào vui tính không? Mình nói mình có tài năng hát, xong người ta kêu mình hát thử bài mà mình hát dở ẹt thì gì? Tôi nói nó quê chứ ê kéo dài luôn ha. Cho nên mình cẩn thận. Đấy, mình sẽ không nói về singing ha. Còn nếu bạn nào hát hay thì có thể nói về singing, không sao cả. Hay when did you recognize it? Hay khi nào thì bạn nhận ra nó ha? Cái tài năng này khi nào thì mình nhận ra? Bạn có thể nói là if I'm not mistaken hoặc là if I remember correctly, cái nào dễ nhớ cho mình ha. The first time I recognized it was ago. Bao nhiêu năm trước ha? At the time, và thời điểm đó thì tại sao? Cái điều gì đã khiến cho mình nhận ra đó là một cái tài năng ha? Cái bối cảnh diễn ra nó như thế nào? Và mình có thể nói là what made you think it was a natural gift? Điều gì khiến cho mình nghĩ rằng nó là một cái tài năng tự nhiên? A natural gift nó cũng giống như là a natural talent ha. Và có thể là an inborn talent hay là an innate talent, nó cũng tương tự ha. Các bạn có thể sử dụng cái ideas như là I realized I could pick up new things really quickly when it comes to. Tôi nhận ra tôi có thể học những cái điều mới rất là nhanh ha, trong cái việc hay là trong cái việc gì đó. I received lots of great compliments on my. Tôi nhận được khá là nhiều lời khen cho cái gì của mình. Đấy, đó là hai cái ideas mẫu ha. Why do you want to improve it? Tại sao mình lại muốn cải thiện nó? Thì there are several reasons why I want to improve my skills. Ví dụ như nấu ăn thì cooking skills, vẽ thì drawing skills, singing thì singing skills. For one thing, lý do đầu tiên ha. For another, lý do thứ hai. On top of that, nếu bạn còn nữa thì nói tiếp lý do thứ ba. Rồi, và bây giờ mình sẽ cùng đến với bài mẫu đầu tiên. Mình sẽ nói về cooking ha. À, kỹ năng này cho dù mình không có thì mình có thể bịa cũng được, không ai kiểm được mình hết ha. Và bắt đầu nè. I'm gonna talk about cooking, which I believe is one of my innate talents. If I'm not mistaken, the first time I recognized it was about 2 years ago. At the time, I had just moved to Ho Chi Minh City for a few months to attend university. I shared a room with two other girls, but none of us knew how to cook. I didn't want to eat out every day because it was quite expensive and not really healthy. Therefore, I decided to learn cooking. I started off by going online to search for some recipes and also to watch tutorial videos about it. Then I carefully followed the instructions and everything went well. My first meal received lots of great compliments from my roommates and they told me that I had a natural gift for cooking. At first, I didn't buy their words and I thought that they just did it out of politeness. However, my confidence began to grow when many days went by and they still enjoyed my food. As for me, I also realized I could pick up new things really quickly when it comes to cooking. It took me only once to remember a new recipe, and sometimes I could even create my own one. Now I've been cooking for almost 2 years,
And I'm able to cook most Vietnamese dishes, be they simple or complicated ones. That said, I still want to improve my culinary skills for several reasons. For one thing, I'm really passionate about cooking. It feels great every time I can make a new dish, so the more I know about it, the better. For another, being a good cook is extremely important for a healthy relationship. It can help me build a stronger connection between me and my partner. Nếu mà bạn chưa có bồ ha, thì mình cũng khéo léo mình đã là my future partner. Ha, không sao hết. My future partner là cái bồ của mình trong tương lai ha. Rồi mình sẽ đi sơ nhanh tại mình có hai bài mẫu lận ha. Những cấu trúc trên thì mình đã giải thích hết rồi. Rồi at the time mình vừa làm cái gì đó xong mà trong quá khứ ha. Thì gì? Quá khứ hoàn thành. I had just moved to Ho Chi Minh City for a few months to attend university. Đó là những cái co-location ha. I shared a room with two other girls. Thì mình đang giả sử là cái bài nói là nữ ha. Còn nếu là nam thì bạn có thể đổi lại two other boys. Còn nếu bạn ở chung với nữ thì nói luôn được chưa? But none of us knew how to cook. Nhưng mà không ai trong chúng tôi biết nấu ăn cả ha. Tôi thì không có muốn ăn ngoài ha. I don't wanna eat out every day. Không muốn ăn ngoài mỗi ngày bởi vì nó mắc và nó cũng không tốt cho sức khỏe ha. Cho nên là gì, tôi quyết định là học nấu ăn. I started off by, tôi bắt đầu bằng việc lên mạng ha, going online, lên mạng để gì? Search for some recipes, nhớ cách đọc nha, recipes. Lên mạng và tìm những công thức nấu ăn, cũng như là xem những cái tutorial videos, là những cái video hướng dẫn ha, tutorials, videos about it, về nấu ăn. Sau đó tôi cẩn thận, carefully follow the instructions. Cẩn thận là gì? Theo những cái hướng dẫn và mọi thứ went well. When well là mọi thứ diễn ra rất là tốt ha. My first meal received lots of great compliments from my roommates. Cái bữa ăn đầu tiên của tôi thì gì? Nhận được rất là nhiều lời khen tuyệt vời từ bạn cùng phòng. And they told me that I had a natural gift for cooking. Và họ nói với tôi rằng tôi có cái tài năng thiên bẩm ha, một cái món quà thiên bẩm cho việc nấu nướng. At first, thì lúc đầu ha, I didn't buy their words. Từ buy này phải là mua nha. Thì buy này trong văn nó có nghĩa là tin. Rồi tôi không có tin lời của họ. Và tôi nghĩ rằng, and I thought that, nhớ là thought ha. They just did it out of politeness. Và họ chỉ làm vậy vì lịch sự thôi. Did it out of politeness ha. Họ chỉ nói vậy để gì? Lịch sự thôi. Tuy nhiên, my confidence began to grow. Đấy, cũng là một cái cụm từ đi chung ha. Sự tự tin của tôi bắt đầu tăng lên khi mà nhiều ngày sau đó trôi qua ha. Many days went by. Went by như là passed. Nhiều ngày trôi qua và họ vẫn thích đồ ăn của tôi. As for me, về phần tôi ha, I also realized I could pick up new things really quickly when it comes to cooking. Như nãy mình có nói rồi ha, tôi nhận ra là tôi có thể học những cái thứ mới rất là nhanh khi nói về việc nấu nướng hay là trong chuyện nấu nướng. Nó chỉ mất một lần để tôi có thể nhớ được một công thức nấu ăn mới ha. Và thỉnh thoảng tôi thậm chí còn có thể tạo ra công thức riêng cho mình. Và bây giờ thì tôi đã nấu ăn được 2 năm rồi. Đã mang tính kéo dài ha, tới hiện tại. I've been doing something. Và tôi có thể nấu được hầu hết các món ăn Việt Nam. Dù là, đây cấu trúc này mình đã dùng rất là nhiều rồi ha, nên mình không có để chữ đỏ nữa, mình để chữ xanh ha. Dù là, dù chúng, đây ở đây có nghĩa là những cái món ăn Việt Nam á, dù chúng đơn giản hay là phức tạp. Once. That said, mặc dù nói vậy ha, that said, tôi vẫn muốn cải thiện cái kỹ năng nấu nướng của mình vì một số lý do. Culinary skills là kỹ năng nấu nướng ha. For one thing, một lý do đầu tiên là gì? I'm really passionate about, nhớ là passionate about ha. Tôi rất là đam mê của nấu ăn. Cái cảm giác đó rất là tuyệt vời mỗi khi tôi có thể làm một cái món mới, cho nên là nói biết càng nhiều về nấu ăn thì càng tốt. The more I know about it, the better. For another, lý do khác nữa là gì? Being a good cook, là một người nấu ăn giỏi ha, là trở thành một cái người nấu ăn giỏi thì rất là quan trọng cho một cái mối quan hệ mà a healthy relationship, là một mối quan hệ lành mạnh ha, mối quan hệ mà hai người quen nhau thì cả hai đều tốt lên. It can help me build a stronger connection. Nó có thể giúp tôi tăng cái sự kết nối giữa tôi và bồ của tôi. Me and my partner. Còn nếu như chưa có bồ thì bồ trong tương lai của tôi. Được chưa? Rồi mình đến với Module 2 ha.
Module 2 nó sẽ khó hơn chút xíu bởi vì nó nói về drawing. Rồi, mình bắt đầu ha. I'm gonna talk about drawing, which I believe is one of my innate talents. If I'm not mistaken, the first time I recognized it was many years ago. At the time, I was still a primary school student, and as a part of my school curriculum, I had to learn drawing. Unlike most of my classmates, who usually had difficulty in drawing a good picture, I could do it really quickly and artistically, as if I had done it lots of times before. I was also good at coloring. Somehow I always knew how to mix different colors to make my drawings look attractive. My teacher also noticed that, and she told my parents to help me develop this natural gift. My mom and dad did show me some support by buying me different drawing tools like pencils, crayons, sketchbooks, and stuff like that. But at the same time, they advised me not to spend too much time on it because drawing wasn't a really important subject. I thought it was right, so I took their advice and stopped investing time in it until I got to university. Then one day, some of my friends saw my portrait drawing of Taylor Swift and gave me great compliments on it. That unintentionally reignited the fire of drawing within me. Since then, I've been trying to sharpen my skills by watching loads of drawing tutorial videos on the internet. I have also filled my room with drawing tools so that I can practice it whenever I want. I'm not planning to be a professional artist, but who knows what the future holds. I just know that right now, drawing makes me happy, so I'll continue to improve it. Rồi, đó là cái bài mẫu thứ hai ha. Thì mình sẽ cùng phân tích lại để cho các bạn có thể hiểu được cái nội dung của nó nè. I'm gonna talk about drawing như cái bài trước ha, cách dẫn vô thôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra là nhiều năm về trước, thời điểm đó tôi vẫn là I was still a primary school student. Tôi vẫn là học sinh tiểu học ha, và là một phần của chương trình học của trường tôi, as a part of my school curriculum. Từ này mình cũng đã giới thiệu trong những video trước rồi ha. My school curriculum. I had to learn drawing. Tôi phải học vẽ. Unlike most of my classmates who usually had difficulty in drawing. Had difficulty in doing something ha. Nhớ mình cái cụm của nó. Gặp khó khăn trong việc gì đó ha. I could do it really quickly and artistically. Nó những cái từ mà có chữ o ly thì thường mấy bạn hay bỏ chữ o đi ha, không có đọc. Artistically. Tôi có thể vẽ rất là nhanh và rất là nghệ thuật ha. As if, như kiểu là I had done it lots of times before. Như kiểu là tôi đã vẽ rất là nhiều lần trước đây rồi. I was also good at coloring. Tôi cũng giỏi tô màu nữa. Somehow, bằng một cách nào đó không hiểu được ha. I always knew how to mix different colors. Bằng một cách nào đó thì tôi luôn biết để gì phối những cái màu khác nhau để làm cho những cái bức tranh của tôi trở nên thu hút hơn, look attractive. My teacher also noticed that. Giáo viên của tôi cũng để ý điều đó ha. Noticed that. And she told my parents to help me develop this natural gift. Và cô ấy nói với bố mẹ tôi để giúp tôi gì phát triển cái tài năng tự nhiên này. My mom and dad did show me some support. Bố mẹ tôi thì có. Did show là mình sẽ sử dụng, mình nhấn mạnh ha. Did show là có ủng hộ tôi bằng cách là gì? Mua cho tôi different drawing tools, những cái thiết bị vẽ khác nhau như là pencils, bút chì nè, crayons là bút chì màu ha, sáp màu á, sketchbooks là cái sách vẽ ha, and stuff like that, và những thứ tương tự như vậy. Này, stuff like that, khi mình không muốn liệt kê quá dài ha. But at the same time, tuy nhiên cùng lúc đó ha, they advised me not to spend too much time on it. Họ khuyên tôi là đừng có dành thời gian nhiều quá cho vẽ. Bởi vì sao? Vẽ không phải là một môn học quá quan trọng. I thought it was right. Tôi nghĩ là nó đúng ha. So I took their advice. Đấy, tôi nghe theo lời khuyên của họ và stopped investing time in it. Nhớ là stopped, chứ không phải là stop it nha. Stopped, chữ T. Rồi, và dừng đầu tư thời gian cho nó cho đến khi tôi đi học đại học ha. Then one day. Rồi một ngày nọ thì một vài người bạn của tôi thấy my portrait drawing of Taylor Swift. Nhìn thấy cái
tác phẩm mà vẽ bằng tay, cái tranh vẽ bằng tay mà chân dung á, của Taylor Swift ha, và khen tôi rất là nhiều về cái bức tranh đó. Okay, gave me great compliments ha, compliments on it. That unintentionally, và điều đó đã vô tình ha, unintentionally, nhớ chữ O không có đọc ha. That unintentionally reignited the fire of drawing within me. Cái câu khá là hay ha, là thắp lại cái ngọn lửa đam mê vẽ trong tôi ha. Reignited the fire of drawing within me. Since then, kể từ đó trở đi ha, I've been trying to sharpen my skills. Collocation, tôi đã và đang cố gắng gì hoàn thiện kỹ năng của mình, giống như improve vậy ha. Bằng cách là gì? Xem loads of ha, nhiều những cái video hướng dẫn, drawing tutorial videos, hướng dẫn vẽ trên mạng. I've also filled my room with drawing tools. Tôi cũng gì? Mua đầy những cái đồ thiết bị vẽ ha, để tôi có thể luyện tập nó bất cứ khi nào tôi muốn. Đó. Tôi không có dự định là sẽ trở thành một cái họa sĩ chuyên nghiệp ha, a professional artist. Nhưng mà ai biết được tương lai như thế nào ha, who knows what the future holds. Đấy, bởi câu cũng khá là hay. Ai biết được tương lai sẽ ra sao. Tôi chỉ biết rằng là ngay bây giờ ha, drawing makes me happy. Cái việc vẽ làm cho tôi vui, cho nên là tôi sẽ tiếp tục cải thiện nó ha. I'll continue to improve it. Rồi, đó là hai bài mẫu cho chủ đề này. Hy vọng là nó đã cung cấp cho các bạn rất là nhiều từ vựng cũng như ý tưởng để có thể nói nó tốt hơn khi vào phòng thi ha. Ok. And that's the end of today's video. Don't forget to like and leave a comment to help my channel develop faster. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos. Bye bye.